Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta có một tựa game mới, đó chính là Titanfall 2. Thì các bạn nào đã theo dõi trang Facebook của mình á, Facebook B nha, thì các bạn cũng thấy mình đã có tease nhẹ cái tựa game này, là có hình thanh kiếm chống ngược xuống cái thanh thanh kiếm của Titanfall 2. Thì một số bạn đã đoán ra được đây là tựa game gì, và mình sẽ quay tựa game này trong những ngày tiếp theo. Và đây là cái tập đầu tiên của Titanfall 2, và mình rất là háo hức để quay và chia sẻ tựa game này cho các bạn. Mặc dù đây là một khoảng thời gian mà game ra cũng được mấy tháng rồi, và giờ mình mới quay cũng khá là trễ. Tại không phải thời gian vừa qua mình chưa có ngắm tới cái tựa game này và chưa có ưu tiên nó, và còn như mình còn phải ưu tiên bên Watch Dogs 2 nữa, cho nên tạm thời mình chưa có quay Titanfall. Và mình nhường nó cho thời điểm hiện tại mình sẽ quay Titanfall. Thì mình cũng đồng thời mình nói luôn, đây là có thể là cái series cuối cùng trong năm nay của mình. Series cuối cùng trong năm nay có thể thôi nha. Thì trong khoảng từ đây tới cuối năm thì có lẽ là mình sẽ quay tựa game này cùng với cái multi của nó. Thì là coi như cũng chấm dứt một cái chiều dài khoảng series trong khoảng năm 2016 của mình. Mình làm khá là nhiều game và có thể là đây là một trong những series cuối cùng trong năm nay thôi nha, chứ không phải là series cuối cùng mình làm. Ok, series cuối cùng trong năm nay của mình. Thì kết thúc một khoảng thời gian khá là dài, và những ngày sắp tới cũng sắp tới sinh nhật của mình nữa chứ. Thì nhưng mà đây cũng mình cũng chỉ nói là có thể thôi, tại game này mình nghĩ là mình sẽ kết thúc rất là nhanh, tại mình thấy chiều dài đó không được như mấy những tựa game khác lắm. Thì có thể là mình sẽ chia nhỏ những phần nhỏ ra để cho khoảng được 5-6 phần gì đó để các bạn coi trong những ngày tiếp theo. Thì ý tại sao mình nói là series cuối cùng, tại vì trong những khoảng thời gian đây, từ đây tới cuối năm mình không thấy có game gì mới và hay. Nhưng mà mình đang xem xét một số tựa game cũ nhưng mà cũng rất là có giá trị để chơi lại, và cũng có thể là đáng để chơi và quay với các bạn coi, ví dụ như Destiny hay là Call of Duty Modern Warfare hay gì đó. Tuy nhiên thì nó cũng chưa lọt vào mắt xanh của mình cho lắm. Với lại nhiều bạn đang hỏi mình là mình có chơi The Last Guardian hay không, thì các bạn nên mình cũng thông báo luôn là mình không quay The Last Guardian, tại vì game này nó không hợp với cái sở thích của mình cho lắm, phải nói là vậy. Và cái thời lượng chơi nó cũng khá là ít, và nó là một game cốt truyện thôi, cho nên mình có vẻ mình suy nghĩ lại những game đó mình không mua. Nó khác Final Fantasy nhưng mà để xem như thế nào đã. Thì những cái series mà mạnh và hay thì tập trung toàn vào những đầu năm sau. Từ khoảng từ thời gian đầu tháng 2 đến tháng 3 là toàn những game hay. Thì lúc đó chúng ta sẽ bận bịu rất là nhiều. Chúng ta có khá là nhiều game vào năm sau là For Honor, rồi Ghost Recon Wildlands, rồi tụm nói chung là tụm lắm hết á. Rồi tháng 3 là mình có Sniper Elite phần 3, rồi cái game nói chung là tháng 2, tháng 3 có Horizon Zero Dawn nữa, trò này cuối tháng 2 và nó độc quyền PS4. Thì có lẽ mình sẽ quay từ game này trên PS4 của mình đây. Nhưng mà tới lúc đó thì có thể là PS4 Pro rồi. Tại hiện tại là mình đang trong giai đoạn chuyển nhà, chuyển mình đi định cư sang nước ngoài, cho nên hiện tại là mình chỉ quay trên PS4 thôi. Mình chưa có ý định đổi PS4, tại khi nào mình tính khi nào mình qua tới bên nước ngoài rồi mình định cư bên đó và có nhà cửa ổn định thì mình sẽ bắt đầu mua máy này lại, thì mình sẽ mua PS4 Pro đầu tiên và mình ưu tiên mình chơi lại trên những từ máy này. Thì có thể là các bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại thích chơi trên PS4 nhiều hơn là trên PC, mặc dù PC nó tốt hơn. Thì đó là cũng cái sở thích cá nhân của mình vốn dĩ, mà mình cũng đã từng nói bạn, nếu bạn đã theo dõi mình từ những ngày đầu thì vốn dĩ mình xuất thân từ giới console ra, chứ không phải là giới PC ra. Nhưng mà mình cũng chơi PC được thôi, nhưng mà nếu mà nói về sở thích thì mình vẫn thích bên console, nó cũng có cái hay của nó. Cho nên mình cũng không có, có nhiều bạn là nói tại sao thì trên đây các bạn còn phải bỏ tiền ra mua Plus này nói cái kiểu nữa. Nhưng cái hay của thằng PlayStation cũng có nhiều cái hay, và mình, các bạn điển hình là năm sau chúng ta còn những game đỉnh rất là đỉnh trên console, như Red Dead Redemption, rồi The Last of Us phần 2. Ví dụ vậy. Rồi năm sau là có DLC của Uncharted 4 nữa, mình sẽ quay, mình có game Uncharted 4 nhưng mà mình tạm thời mình đang xóa, tại cái máy này mình mua có 500GB à. Mà game nhiều quá, các bạn thấy đây là game quá trời game. Tới giờ mình vẫn giữ Battlefield 4, mình vẫn còn chơi khá là thích Battlefield 4. Đó, thì để các bạn không đợi lâu mình sẽ bắt đầu với Titanfall 2 luôn. Thì mình cũng nói tóm gọn lại là từ đây tới khoảng cuối năm mình sẽ còn suy nghĩ lại những tựa game nào mới và hay hơn nữa. Và nhớ đập đầu tiên của Titanfall 2 thì mình cũng mong là được nhận được sự ủng hộ từ các bạn, cũng như là nhiều like và subscribe trong channel của mình. Thì mình cũng thấy cái sự phát triển trong những ngày mà mình đăng clip vừa qua và những một khoảng tháng vừa qua, giống như một tháng mình cố gắng vươn lên và
cố gắng đẩy channel ngày càng phát triển hơn thì cũng như là một cái bù lại cho mình. Thì nếu các bạn nào thích cái clip này hãy like và share để cho mọi người biết hơn, thì có một phần giúp mình cũng như là ủng hộ mình, và cũng như là đẩy phát triển channel mình ngày càng phát triển hơn và để làm nhiều clip hơn cho các bạn coi. Ví dụ vậy. Và với cái video clip đầu tiên này thì mình mong là cái tập này đầu tiên khoảng hơn 150 like. Mà nếu nhiều hơn vậy là càng tốt, tại những cái tập đầu tiên mình mới rất mong đợi vào những cái sự đột biến về cái view và cái lượt like, mà mặc dù mình không có này nọ nhiều, nhưng mà mình rất mong là series này sẽ được ủng hộ giống như là Watch Dogs 2 vậy đó. Cái đó là ngoài sức tưởng tượng luôn rồi. Và thôi, để các bạn khỏi chờ cho lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu luôn với Titanfall 2. All the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Fast and agile. Graceful, yet devastating. Perceptive, resourceful, and relentless. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Pilots fight differently. Experienced in deception and maneuver, even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. To a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force or an equal. The frontier has been the only home I've ever known. For years, our lands have been destroyed by the IMC, forcefully taking our resources, polluting and destroying our planets, and killing us off if we try to resist. Despite recent victories at Demeter and beyond, we have a long way to go before the IMC is defeated. Now, I serve as a rifleman in the militia, fighting to free the frontier. I'm a long way from becoming a pilot. But when that day comes, I hope I can live up to the honor. Sounds like it's about to hit the fan. I'm pulling you out. Powering down all non-essential systems. Cooper, ready up. Easy, Cole. He just left VR. He needs a minute to decompress. He'll be ready to go. Trust me. Yes, sir. Heads up. They're killing us. Trying to, anyway. Good session in there. You'll get the hang of it someday. We'll make a pilot out of you yet, Rifleman. But not today. No time. Lastimosa. Anderson? You son of a bitch. See you down there. We're gonna see a new planet today. Maybe even die on it. See you down there, Rifleman. Good luck. Get your ass out of the Simpod, Cooper. Meet at the dropship.
Sergeant. Militia Rifleman Class 3, Jack Cooper. Stabilize. 250 milligrams of Sansu Fentanyl administered. Caution. Temporary side effects. Nausea. Dizziness. Ta ra được rồi nè. Ngon rồi. Có quân đội đang bắn phụ à. Để các bạn nhìn lên trời rồi. Nhìn giống như chiến tranh giữa cái vì sao vậy. Okay, let's go man. Let's go, let's go, let's go. Này quân mình mà. Ơi vãi cái đái. Thằng nào đáp cái máy bay hay thật luôn á. À, cái tàu hay thật luôn á. Ơi 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 ơi. Go Renee hả? Nó bắt mình tới thải này ba. Nghĩ sao vậy bồ? Bồ này chưa chết hả? Ghê vậy, mấy này cho bò vậy. Ê, kiếm chỗ nắp coi. Nó bắn rác quá, nhiều cái pha bắn rác quá. Nó mình chọi mà ta. Mọi người mình không thích cái cây này nha. Có nhiều pha mà là thích những cái cây riêng của mình hơn. Còn mình bắn multi thì mình xài cái cây R201 gì á. Mấy cây đó bắn ngon. Để xem một cái phụ nè không ta. Cái này cây súng lục rồi. Game này thì nó chạy nó giống như cái multi vậy. Chạy lúc nào cũng 60 FPS. Những game bắn súng thì phải như thế này thôi. Ráng phải lên kiểu gì cũng phải lên được 60 FPS. Điển hình là những mấy trò như là trò này với Battlefield ấy, kiểu là phải ráng làm sao ráng. Như Battlefield thì nó không đứng 60 đâu. Nhưng mà nó cũng cố gắng lên 60 rồi. Wow, what the fuck. Con gì ấy? Cooper, you're in bad shape. Hold on. Might knock you out, but you should be okay when you wake up. Lastimosa, hostile titans inbound. Apex predators. Copy that, BT. Mercenaries, stay down, Cooper. BT, let's go! We have 18 hours! 18 hours until the Ark is sealed and ready for delivery. Oi, Richter! Leave the corpses alone, you sick bastard. We've got a job to do, eh? We make corpses, we don't clean them up. Let's go! Súng luôn. Chắc là cái ông này nè. Đúng rồi. Captain Lastimosa. Nãy ông chỉ mình làm tutorial nhưng mà giờ ông chết rồi. Con mẹ mày. Captain Nguvukler.
PT, transfer authorization to new pilot, Link, Bravo Tango, 7274. Cooper, take my Titan. Use my helmet in my jump kit. This is the real thing. Take care of him. Ông nội này đã chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái Titan của ông này để chúng ta đi đánh tụi kia. Chắc là trả thù cái kiểu ha. Nó còn xây mộ ông này nữa ha. Rảnh vậy. Nhưng mà mình được cái mình thích cái mũ ông này ba, nó phát sáng nhìn ngầu và clear. Đó, cái kỳ kiểu nó như vậy mà nó cái mặt nó phát sáng nữa ba. Với con Titan này làm ăn rồi, cái gì chúng ta có nhiều loại Titan lắm. Nếu bạn nào chơi multi các bạn sẽ rõ. Nhìn cũng ngầu, cũng cool phết đó chứ. New user found, tất nhiên rồi, giờ tao là chủ mới của chú mà. Last name Cooper Đồng. Có nhắm máu nữa kìa, ngày sinh cái kiểu. Pilot Combat System Personal Clock, tàn hình hả? Ngồi gì cũng chơi. Sao rồi? Giờ có cho bố mày lên không? Súng cối đâu? Ok check rồi. Có nè. Vanguard Class Titan Power Level Critical, gần chết rồi. Giờ làm sao đây? Giờ làm sao đi vô cái con này ta? Power Short. Power Low. Insufficient. Acquire Charge Titan Battery. Chúng ta đi tìm pin cho cái con này. Con này sống dài vậy? Cái lượng bắn cầm mấy viên rồi, con này chết rồi. Mà ai ngờ nó sống dai cái gì. Ồ, có thanh niên này Warren. Ờ, cái này tôi biết rồi. Thôi phải chỉ. Cái này là mình chơi multi khá là nhiều và biết khá là rõ. Sao mà người chết gì la liệt. Có súng nào độ ngon đổi không? R2-1 nè. Ờ, mình thích cái cây này hơn qua. Đó, con này có cái nòng ngắm luôn quay. Rồi. Jim Kiss started calibrating to new pilot master. Nhưng mà kiểu như rồi. Giờ phải chạy qua cái kia nữa. Ôi. Sao cái em mà ship nó cứ kỳ kỳ. Em mà ship nó cứ kỳ kỳ quá. Như nhiều bạn có nói là tại sao chơi trên console nó khoái hơn là chơi trên PC. Tại vì nó có em mà ship cho em là sai. Hồi đó mình bắn qua phi 4 là mình không hề bật cái em assist luôn. Tại vì nó rất là phiền, như mọi người thấy rồi. Nãy mình đang bắn thì nó lại nó kéo cái nòng đi cái hướng theo hướng nó dí con kia, nó rất là kỳ. Để xem advanced look control, custom look. Có cái cách nào mà nó tắt được cái response curve, invert mount movement dead zone. Mấy cái này là nó không có chỗ nào tắt được cái em assist ha. Mình không thích cái đó cho lắm. Tại vì nó khá là phiền, như là nó bắn đánh mà nó cứ view from drifting when you're not touching the stick increase on only if it is smaller, this one allow your better aim control. Death zone aim control, còn này là không có death zone, cái này mình cũng không rành lắm. Can prevent your view from drifting when you're not touching the stick. Này cho môn để yên gì đi ha. Này mình không rõ nữa. Determine how the stick analog input is used to turn your view. Cái bà đi. Có còn không? Warlock helmet collected. Giờ nó phải tìm mình nữa đây. Acquire the charge the Titan battery. À rồi. Nãy là chúng ta được một cái cái mũ của Titan qua. Còn cái này là bây giờ mình cứ đi tìm một cái cục pin dành cho con pilot, dành cho cái con Titan của mình qua. Cục pin nằm đâu vậy? À đây. Chúng ta có một cục pin ở đây. Gần tới rồi. Cứ đi một cái đường khoảng đường vòng khá là xa. Ủa nhảy lên kia được không ta? Phải đi đường vòng, mình nghĩ chắc phải đi cái tường tảng lên chứ.
chứ không thể nào phóng một phát qua tới kia được. Lấy đà nhảy. Nào thấy cũng kỳ mà, cái con này cao lắm, nó nhảy mà nó đi vòng vòng tí xíu thôi. Còn với vấn đề nhảy sai thì hơi khó đó. Cái này hay. R3 Mili, mình tính bắn rồi đó. Ôi chưa dính chị này. Có thằng ở đây nữa này. Bắn bay đầu luôn. Mấy game này thì mình không có mạnh về stealth lắm. Game này thì không cần phải stealth lắm. Nhất là Battlefield nữa, kiểu mình khóa là bắn. Xong là bắn mẹ luôn cho rồi. Đây dễ mà, easy, có tàn hình nữa nè. Thử coi. Cái skill này mình khá là thích trong phòng multi. Ờ đâu rồi, ủa sao rồi. Vô đâu. Ồ, tốt đằng kia luôn hả? Ồ, mấy viên chơi đâu ra vậy? À, với lại cái phần console nó mình khá là không thích cái chỗ mà lúc mà bạn đang chơi á, mà các bạn bấm nhầm nút á, nó chuyển sang nó đánh. Gì đây? Thấy đứa nào bắn gì vậy, kiểu thằng này công nhận nó ngủ cái xong cái nó dậy giờ nó bắn OB và CL. Có được cây này là ngon rồi. Ồ, có sniper kiểu không vậy? Ghê vậy bộ. Nhưng mà không quá là khó đối với mình. Tại những game bắn súng như thế này là mình là giống như nghề của mình luôn rồi. Bộ núp cho kỹ vào. Cái gì? Rồi. Còn nào nữa không? Còn bé nào nữa không? Mình nhảy qua được không ta? Ủa cái này mà nhảy qua nó không ta? Ủa hay là mình phải đi cái hướng khác mà lên thôi. Tại nó kêu mình phải qua túp bên kia luôn. Có cái tường hay con mẹ gì đó ba mới nhảy qua được. Còn không thôi mình nhảy qua luôn được không ta? Để kiếm đường nhảy thôi. Bên đây có cái dây cáp gì nè phải không? Nghĩa là đây đúng rồi. Cái này trốn kỹ vậy. Mình chỉ sợ hết đạn thôi chứ không sợ gì hết. Có cái sợi dây cáp đây nè. Right đúng rồi nè. Mình nghi lắm mà. Mình nghĩ là nếu mình phóng qua thì nó hơi nguy hiểm. Không phải hơi nè, quá nguy hiểm. Cho nên mình nghĩ là phải tìm một cái đường gì đó. Ủa có đạn dược gì không? Xuống gì đây? DMR already equipped. Đây súng ngắm đi, thử cái này mình chưa thử cái này quá. Hello bitches. Whoa. Dân chúng bắn rác và color. Không sao, mấy chú rồi. Đây. Ồ cái này bắn cũng ngon đó chứ. Rồi, thằng kia đâu rồi? Mà bắn cái cảm giác này nè, mình cứ liên tưởng tới Call of Duty vậy. Drone hả? Tàn hình nè con. Cái này là mình nhớ tới hồi mình chơi Crysis 3. Một trong những tựa game FPS. Mình phải nói là hay về cái cốt truyện lẫn cái multi của nó. Nếu bạn nào đã chơi multi rồi. Đó mình có chơi trên multi trên Xbox 360. Khá là đỉnh. Cho đỉnh khỏi bàn rồi. Còn này thì nó giống như là mình vẫn mong có một ngày nào đó sẽ có Crysis 4, nhưng mà tới cái khoảng thời gian mà mình đọc cái tin là bên CryEngine đó, là bên hàng gì mình mất tiêu rồi. Nó không làm cái game sử dụng CryEngine nữa. Và Crysis 3 sẽ là cái game một trong những cái game cuối cùng mà sử dụng CryEngine mà game offline nha. Thế mà nói là game offline á. Còn nhưng mà sau này thì game sau cái khoảng thời gian đó thì nó vẫn làm game tiếp tục, nhưng mà ý là mình nói là một trong những tựa game offline cuối cùng mà nó chỉ sử dụng CryEngine. Thì sau này thì có chúng ta có cái trò gì game online á thì cũng làm bởi CryEngine không có cái hãng đó luôn. Là cái gì Warface gì á mình. Ừ đúng rồi Warface á. Giờ tại mình không nhớ cái tên. Một cái này one tap one kill luôn á ba. Sướng vậy mà cái hồi tốc độ hồi máu cũng nhanh nữa. Này đi được không không ta? Ờ mấy này đi thoải mái mà. Hold down to close the Spectre to hack it. Hack mấy con Spectre này nè. Đó, nhưng mà mình thích bắn nó hơn. Giết nó luôn cho rồi. Đè này để hack thôi. Nhưng mà mình cũng scared biển mà. Đi thử rồi. Này súng mà. À tự nhiên mình lụm cái súng của thằng này hả?
Một bé đó ba mắng rồi không thấy đâu. Bắn một phát vỡ cái đầu luôn. Súng gì nó cũng nó mặc giáp cho bò cái mức độ nào đánh một phát cũng gục. Sao mấy cái chỗ này càng lúc nó càng xa ta. Nó chỉ thà chỉ một phát tới bao nhiêu mét luôn đi, nó cứ chỉ nó cứ tăng dần dần. Rồi nó có bị nhiều vị trí nó đi tới đi lui. Ê chết ê chết cha. Mình quên phóng qua cái tường kế bên ba. Thấy rồi. Mình thấy cái tường kế bên rồi nhưng mà mình chưa kịp phóng qua cái mình lúc mình nhìn bên kia á. Ôi, mình vừa phóng qua cái gì á. Ở đó vừa mới thấy luôn. Wow, mấy bạn ơi. Ơi, cái chỗ này nó sao sao giống con tàu mà bị ai bắn mà mỗi lần với lại nó cứ nghiêng giống Rainbow Six vậy. Cái góc nhìn nó cứ thay đổi tùy theo cái mức độ mà bạn đi, cái nó bị cái gì vậy đây. Đâu rồi, nó bị ôi. Nó có một cái đường. Ơi, đây phải ngồi xuống, cái này phải ngồi xuống. Nó có một cái mà nó giấu kỹ dữ. Có một cục pin thôi đó mà vậy á, giấu kỹ và color. Tàng hình đi ra khỏi đây được không? Một cục pin này chắc đủ xài cho nguyên con bự đúng không? Chắc đủ xài. Có xài còn không á, một cục return to the Latimosa Titan with the battery. Sao con của mình đâu mà mình không xài mà phải xài con Titan của ổng ta. Hình như con của mình bị đập hay sao á. Mình ghét cái thể loại này bấy. Mày nghĩ sao mà chơi lại cú đấm thần trưởng thần giáng long thập bát trưởng. Ui, giờ nó biết bay nữa hả? À drone giờ đi hướng đây mình biết rồi. Ồ cái này nhảy được cái nhảy xa chứ, nó còn nhảy còn kinh hơn cả mà Black Ops 3. Hồi đó mình chơi Black Ops 3 trên PS4 đây nhưng mà nó nhảy chắc cũng không kinh được như vậy. Nhảy chắc cũng vừa đủ thôi. Hello bitches. Titan của bố mà mày tụi bay đứng canh vậy luôn hả? Install the battery. Đây có đây. Gắn cục pin vô cái nhẹ. Này giống như là sạc pin vậy ba. Chúng ta có một cục rồi mà. Còn lỗ nữa kìa, gắn thêm một lỗ được không? Hay là bây giờ xài được chưa? Hay là phải đi gắn thêm một cục nữa. Ba là 2/3. 2/3 cục rồi. Adjusting focus. Are you all right, pilot? Được không? Nó hỏi mình có được có sao không rồi? I think so. Did you call me pilot? I think so. Tất nhiên rồi, mày hỏi tao là pilot hả? Did you just call me? Nó nhận ra mình luôn qua. Yes. Nó không nhận ra ông kia nữa nhưng mà nhận ra mình qua. Lastimosa gave you the provisional rank of acting pilot. Congratulations on your promotion. You may call me BT. Ồ, nó biết là ổng nhường mà nói cho ổng cho mình luôn rồi. Ok. BT. Bé tí tẹo. I will remain here. À, rồi mình biết mình làm gì đó. Chắc đi tìm cục thứ ba. Power sword, nó tìm ra kìa. Until I am mobile, I will assist you through your helmet. Mà làm sao đi phóng qua kia vậy? À đây. Mình nghĩ chắc phải đi cái hướng bên này. Nó đề power sword là biết rồi. Ghost runner hả? Ok. Cái này thì mình làm cũng được thôi, đâu cần phải dùng Ghost Runner là gì. Mình cứ tưởng là cái chức năng hay cái gì đó phải. Ủa con này là sao? Này không có chỗ nhảy bay. Mình không nghĩ là mình nên nhảy chỗ đó. Don't worry, BT. I'm not going anywhere. Nhưng mà sao nó không để cái sập trên phía nước này ta? IMC salvage teams are not far away. Ồ, không ngờ nó nhảy qua đây được luôn bây. Mình thấy sao cũng tưởng nó nhảy không qua tới, ai ngờ nó cũng qua tới. Nó còn boost nữa. Double jump cái kiểu. Ồ, hay, cái này hay. Ôi, sao mình nhìn nó càng lúc nó càng xa vời nha. Vì cái mỗi lần nó boost chum vậy á, nó nhảy xa lắm. Hello bitches. Bố mày đã tới rồi. Ôi thằng này chưa chết. Chưa chết hả mày?
Ôi cái con gì nè, à đây. Hết đạn mới đâu chứ. Từ từ để mình lấy đạn nha. Súng ống gì không, hem lút. Thì bắn đỡ ngon hơn coi. Kìa này nhấp hả, mình không thích mấy cái nhấp giống như vậy. R201 đây có đạn rồi nè. Tốt lắm, giỏi lắm chế. How do you think we survive this? You think we can survive through this, BT? Không phải lo, chúng ta sống mà lo gì. Nếu cái trình độ như thế này chúng ta sẽ không chết được đâu. Hãy tin tưởng vào anh. Anh sẽ làm cho mọi thứ để chú có thể sống lại bình thường. Ôi, má, phóng một cái nào qua tới kia luôn. Acquire 64 mét tút bên kia, có control nữa kìa. Ok, chắc không thấy mình đâu. Mấy cây này có, tùy mỗi cây nó còn mỗi mod hay sao á. Scanning terrain khu vực này hả? Chứ ta còn có boost nhảy nhẹ trong vòng 1 giây đó mà chúng ta gần. Đá xuống nó boost thêm một phát lên nữa. Khá là hay. Mình thấy cái gì ta? Nãy mình tưởng mình thấy cái gì đó nhưng mà như không phải vậy. Hello. Bắn mẹ luôn cho rồi đúng không? Cục pin đâu? Này là súng à. Arc grenade DMR, mình thử cái DMR này coi. Không đổi được quay. À có, đang mặc rồi. Cái này cái gì? Ờ cái y chang vậy luôn. Rồi. Pin đâu? Ồ quá ngầu, quá ư là ngầu. Còn gì bắn gì? Này thì bắn bố mày nè. Thù này chết luôn à. Mình tưởng nó chưa chết ba. Một phát nghe mà. Nghĩ sao vậy bồ? Cần gì phải tàng hình đúng không? Cần gì phải tàng hình, nó kêu là bấm L1 để tàng hình nhưng mà khỏi đi. Anh mày quất hết. Tụi bay đâu hết rồi? Ra mà anh mày biểu ơi. Chạy đi đâu? Cái này thì nó quá quê rồi. Mặc dù nhìn nó giống cái bình thường thôi à. Cái tại bạn nào mà chơi multi sang cái này nó thấy nó dễ lắm. Đánh cũng không khó đâu mày. Giờ bạn có chịu khó ngồi đánh không thôi. Cái lệnh hồi máu cũng nhanh mà. Khắc phục được không? Ủa, hết hồn. Ơi biết đá luôn hả bồ, ghê vậy bồ. Bom. Mấy bồ này đánh kinh quá. Nhưng không sao, mình kinh hơn nhiều. Mà có đạn hay không thì mình sợ hết đạn giữa chừng thôi chứ gì. Có súng ống, có đạn dược gì không mấy bồ? Đang cần. Một phát là bể ngay. Bom đâu? Cảm ơn mấy bé. Một phát ngay mặt vỡ cái đồ chơi ra luôn. Có bom gì nè. Arc grenade gì đây? Mình nhìn vô mình tưởng min hay con mẹ gì đó. Mình nhìn kỹ là chắc nghĩ là chắc là đèn thôi chứ không gì đó. Thường nó giấu kỹ với mấy con tàu đó. Gì ghê vậy? BT, who is this force? This is the commander of the Marauder. Có một cái lỗ đường đi có chút xíu à. Cái là cái game này mình đang quay với 60 FPS. Các bạn hãy bật 60 FPS để có thể có cái trải nghiệm tốt hơn về cái tựa game này. Nhờ chắc đi hướng này là đúng rồi. Cái lỗ gì đây? Lỗ chui được. Nó mình chơi mình chui được cái lỗ này luôn chứ. Cái cách nó chui cũng lẹ cũng tiện. Nhưng mà lần đầu tiên thấy mình chui lỗ thông gió như vậy á. Cái game thì giờ nó vẫn tiến tính như bình thường thôi. Vẫn tiến tính. Nhưng mà cũng không nói nào, mình cũng không nói đòi chê nó. Ờ đâu rồi? Đi xuống như này phải không? Cũng hay là cái lúc mà mình đi ra thì nó lại tiện đường đi ra hơn. Lúc thì đi vô thì nó hơi khó một tí, nhưng mà lúc ra thì nó là tiện đường. Cái cơ chế mà nó chỉ cho bạn cũng khá là dễ hiểu. Ôi vừa tới luôn nhưng mà mấy thằng này nó không có ăn đam mà ăn đam từ trên cao rơi xuống á, đang đam nhảy á. Ôi mấy bé này người ta đâu nhảy xuống vậy.
các bạn có thể hack nó nhưng mà không, mình không thích hack nữa mà mình thích bắn rồi mà. Đạn còn nhiều mà. Rồi còn bé nào? Dojona, MIC, IMC. Quất luôn, vô luôn. Power full capacity. Còn giờ BT Prime. Pilot, we must establish a new link in order to proceed. Không biết cái này có liên quan tới online quá nhiều cái phần mà mình tưởng mà. Nó kêu là phải vô chắc là phải làm xong cốt truyện. Thì chúng ta mới unlock được một số thứ trên phần multi. Nhìn cũng được, nhìn cũng phải khá là ổn. Cũng không có hư hại gì nhiều mình nghĩ là gì. Mình thấy này ông có lộn chung với ngồi nhìn đã chứ, ngồi cái ghế này có máy móc xung quanh đánh đã chứ. Thấy ông có lộn chung với con kia, nhìn bị con tưởng con kia đập một phát bể máy, tưởng chết bên trong rồi chứ. Neuralink established. Rifleman Jack Cooper, you are now sao confirmed rồi? As ổn chưa mấy đứa? Link to pilot upon the mission. Our orders are to resume special operation 217. Rendezvous with Major Anderson of the SRS. Quay trở về gặp Major Anderson. Okay. Protocol 3. Protect the pilot. Reinitialize. Mà máy móc đang hư rồi. Đang hư khá là nhiều. Vortex shield online. Không bắn được gì hết ta. Vortex shield catches incoming rounds and. Chỉ đỡ đạn thôi. Release the button to launch any captured objects back at the enemy. Sao mình đè rồi nó vẫn lâu lâu nó vẫn hay dừng lại nha. Vì nó không có giữ lâu quá. Các bạn chỉ nó đâu rồi, nó đánh gì thôi à. The more locks you will achieve. Ôi nó ra nữa. Cái này hơi khó hiểu nha. Ồ kinh. Neuralink complete. Primary weapon control. Rồi ngon. Mà không có di chuyển được, chúng ta không có di chuyển được. Ồ anh thích cái vụ này. Anh là thích cái vụ này đây. Ê, yeah baby. Chúng ta đi đâu? Giờ chúng ta đi đâu nữa? Đi hướng nào? Làm sao đi hồ máu đây? Mình nghĩ chắc đi hướng này nha. Mặc dù không biết đi đâu nhưng mà đi theo cảm tính thôi ba. Rồi nhìn chắc không phải rồi. Đường cục bà rồi. Ôi mẹ ơi, một con Titan khác ở đâu chứ? Đợt, nó bắn ngược lại mình ở đâu chứ? Nó đang hồi. Ôi, dừng chơi. Ơi mà bắn cái Titan này nó khó vậy. Ơi sao xả xả rồi. À hồi nãy nó bắt không được hay sao á. Có pin. Đây, lên lại. Lên máu lại liền. Ngon. Salvage team và cái hình như cái team mà nãy là nhiều. Ờ nó giết cái ông kia hay sao á. Mình nghĩ là gì? Rendezvous with Major Anderson. Đâu chỉ đường đi. Thì anh mày còn đi nữa. Pilot, the IMC will continue to search for us. Our only chance. Và có lẽ mình sẽ tạm dừng ở đây và cái tập tiếp theo của Titanfall mình, tại vì nó đang xem một cái chat mới nhỏ đằng sau rồi. Thì có lẽ mình sẽ hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Titanfall 2. Và với cái tập này đầu tiên thì mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ nó với một cái lượng like lớn và một lượng chia sẻ lớn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sớm nhất có thể vào ngày mai với tập 2 của Titanfall 2. Ok, và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo của Titanfall. Bye bye.